Chào mọi người, tôi là Vương Trùng Quế và hôm nay rất là thú vị là chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một cái điều đặc biệt, đó là cái vườn cỏ vetiver được trồng xung quanh một cái hồ cá koi tại trang trại Nắng Và Gió ha. Mọi người thấy không? Đây là cái hồ cá koi nè. Phía xa kia là cái nhà sàn để làm du lịch homestay, farmstay ở đây. Và đây là những cái hàng cỏ vetiver cực kỳ tốt luôn. Và tại sao tôi lại quay cái clip này để giới thiệu cho mọi người là vì lý do của nó. Bởi vì cỏ vetiver thường thì ngày xưa giờ người ta nói nhiều về cỏ và nó là một cái loại có hại, phải chặt bỏ hay là vứt bỏ đi. Nhưng đối với cỏ vetiver mà những cái khu vực đồi núi mà trồng xung quanh ao hồ hay là vùng gò hay là đồi hay là cái vùng mà bị trũng mà sạt lở thì nó rất là tuyệt vời, ở chỗ là giúp bảo vệ đất, chống sạt lở, giúp giữ đất, cũng như là cái bộ rễ của vetiver, cỏ vetiver phát triển rất là mạnh, sẽ giúp không bị xói mòn và nó hút được cái dinh dưỡng và nước ở lên tầng mặt, và nó nuôi cái thân cái lá của nó. Thì lá của nó thì chúng ta sẽ cắt, có một số loại cỏ thì chúng ta có thể cho bò ăn, cho cừu ăn, có một số loại thì chúng ta không cho bò cừu ăn được, thì chúng ta có thể làm thủ công mỹ nghệ. Hoặc đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ cắt nó và thay rơm ra che phủ cái bề mặt của các luống trồng rau hay là trồng cây, hoặc là những cái bồn cây ăn trái mà chúng ta cần giữ ẩm và giữ đất, giữ nước. Đấy. Đây, cỏ vetiver nó cao chắc cũng đó, ngọn cũng ngọn luôn á. Chắc nó cũng gần bằng tôi, cây này chắc cũng phải mét sáu nè, tôi mét 73 rồi, cây mét sáu này mọi người ha. Đấy, khi mà nó cao quá thì lá nó vụt xuống rất là khủng khiếp nè. Ngồi xuống cho mọi người xem nè, cái độ khủng khiếp của nó nè. Cỏ này thì nó sinh trưởng và phát triển liên tục, nếu như mà nó phát triển lên liên tục thì chúng ta cứ cắt cái cỏ này thôi, cắt phủ trên cái luống rau, luống cây hay là những cái bầu cây của chúng ta và nó sẽ mọc lên lại cứ như vậy liên tục. Còn có một số khu vực ở Thái Lan á, là người ta còn sử dụng cái cỏ này, cái rễ cỏ vetiver này để làm tinh dầu. Đấy. Tinh dầu cỏ vetiver cũng khá đắt đỏ nha mọi người, bởi vì cái hàm lượng của nó rất là thấp, nó chiết xuất ra số lượng rất là khổng lồ, cái lượng cỏ, rễ cỏ mới được. Còn có một số chỗ là người ta dùng cái lá này để làm cái vật liệu thủ công mỹ nghệ đan lát rồi đó. Đấy, rất là thú vị. Rồi tôi sẽ đi một vòng cho mọi người xem ha. Quan sát ngắm dưới cái bầy cá koi dưới cái hồ nước luôn. Cỏ lên rất là tốt. Nếu như không có cái cỏ này chắc chắn là cái bờ sẽ bị sạt nha mọi người. Đó. Bờ sẽ sạt xuống, nhưng mà có cỏ cái bộ rễ sẽ giữ đất và nó sẽ không bị sạt. Tôi sẽ qua khi tôi quay cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Đó. Sát bờ luôn nè. Gốc của nó là cỏ gốc cỏ này, nếu mà không có cái gốc cỏ này chắc chắn nó sẽ bị sạt lở giống như ở phía dưới này ha mọi người. Thấy không, xung quanh à, xung quanh chúng ta thấy, còn đây là cá koi nè. Cá koi chúng tôi trồng nuôi để làm cảnh quan, xung quanh là trồng cỏ hết à, bên này hơi cháy nắng mọi người nhìn thấy không, khúc bên này nè, nếu như mà không có cỏ vetiver chắc chắn nó sẽ bị sạt này nè. Không, nhưng may mắn là nó vẫn có cỏ nó giữ được, nhưng không có bị sạt lở. Một cái minh chứng tuyệt vời cho cái việc trồng cỏ vetiver xung quanh hồ nước, nó giúp giữ đất, giữ bờ, không bị sạt lở, rất là tuyệt vời. Đấy. Và hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp cho mọi người có một cái niềm tin hơn. Cỏ dại thực sự có nhiều loại, nó cũng không có hại mọi người. Mà nếu như mọi người muốn hiểu rõ hơn về cái công dụng lợi ích của cái cỏ vetiver trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường thì cứ mọi người cứ vô Google gõ từ khó lợi ích của cỏ vetiver trong môi trường và nông nghiệp, hay là vô YouTube, vào cái kênh YouTube Vương Trùng Quế, tôi có làm một số video nói chi tiết về cái lợi ích của cây cỏ này. Đây, mọi người ha, tôi sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đấy. Cái bờ kia mọi người thấy đá không? Đó. Nếu như không có cái hàng cỏ vetiver này, tôi đảm bảo 100% nó sẽ ăn sâu vô và nó sẽ sạt ngay và liền. Đấy, nhưng mà khi có cỏ thì bộ rễ của nó đi khắp hết xung quanh và nó sẽ hút nước, giữ đất, giữ bờ và nó sẽ không bị sạt lở. Đấy, bên đây cũng vậy mọi người thấy không? Đấy. Như chỗ tôi đứng đây là nó cũng sắp sửa bị sạt rồi nè, nhưng mà chỗ này có cái bụi cỏ rất là lớn. Đấy, cỏ này là phát triển rất là mạnh, chúng ta có thể cắt tách tép để nhân giống được rất là tốt. Thì nếu như mọi người muốn trải nghiệm trực tiếp thì hãy đến với trang trại Nắng Gió.
chúng tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho mọi người các kỹ thuật về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng, cũng như là những cái thông tin kiến thức thực chiến mà chúng tôi đã áp dụng tại đây. Hy vọng rằng những cái video này sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn khách quan hơn về làm nông nghiệp thực chiến và nông nghiệp tuần hoàn. Đấy. Phía dưới tôi là cái hồ cá koi và phía xa xa kia là một cái nhà sàn. Rất là đẹp ha mọi người ha. Mọi người thấy không? Cỏ vetiver. Đấy thì tôi sẽ tóm lược lại cái lợi ích của cỏ vetiver đối với nông nghiệp. Thứ nhất là khi mà chúng ta trồng xen cỏ vetiver ở những cái khu vực như tôi vừa cho mọi người xem ha, đồi núi hay dễ bị sạt lở, hay những cái bờ hồ dễ bị sập lúm á, thì nó sẽ giữ đất, giữ bờ mà không bị sạt lở. Thứ hai, đối với những cái khu vực mà chúng ta trồng cây lâu năm á, thì chúng ta có thể trồng cách khoảng 2 đến 3 mét một cái cây cỏ vetiver để cho nó hút nước tầng mặt lên, cũng như là để cho bộ rễ của cây nó phát triển. Bởi vì vetiver là rễ chùm, nó ăn ở trên tầng mặt thôi. Còn rễ mà rễ ở cây ăn trái hay cây lâu năm thì nó là rễ cọc và rễ tơ xung quanh. Chúng ta trồng mỗi cây ăn trái thì sẽ có khoảng 1 đến 2 cây cỏ vetiver, trồng cách nó khoảng 2 đến 3 mét. Thì lâu lâu chúng ta sẽ cắt cái cỏ phủ xung quanh gốc để cho giữ ẩm cho bộ rễ của cây chủ, là cây ăn trái mà chúng ta muốn nuôi, muốn trồng ấy. Còn cái rễ vetiver thì chúng ta có thể thỉnh thoảng khoảng tầm 1 năm rưỡi đến 2 năm mà chúng ta có thể bứng lên và chúng ta tắt tép trồng ở những khu vực khác. Chúng ta có thể làm ranh hàng rào sinh học xung quanh cái vườn cây, vườn rau của chúng ta. Đấy. Ngoài ra thì cỏ vetiver sẽ dẫn dụ những cái loại côn trùng có lợi trong đất như là giun đất này. Đấy. Giun đất. Những cái loại côn trùng có lợi làm cho đất tơi xốp. Đấy. Ở Ninh Thuận thì khu vực đồi núi nắng gió đá rất là nhiều, nên khi trồng cỏ vetiver chúng ta sẽ, nếu mà nó sống nó phát triển tốt, nó sẽ phá vỡ cái tầng đất cứng ở dưới, và cái cây rễ chủ nó sẽ ăn theo cái rễ của cái cây cỏ vetiver, nó phát triển vô bên trong lòng đất, nó hút nước và dinh dưỡng. Đấy, nó phát triển là một cách bền vững nhất. Và ngoài ra thì cỏ vetiver thì đương nhiên khi chúng ta cắt cỏ thì nó là một cái nguồn nguyên liệu, một cái cỗ máy ATM cỏ cung cấp liên tục cỏ rơm cho cái cây chủ chúng ta phủ xung quanh gốc, hoặc là phủ xung quanh những cái bề mặt luống để chúng ta trồng rau, cây ăn trái vân vân. Và rất rất là nhiều lợi ích khác về thủ công mỹ nghệ, hay là về tinh dầu từ chế biến chiết xuất từ rễ cỏ vetiver vân vân. Ở Thái Lan thì có một cái hiệp hội, người ta chuyên, hợp tác xã chuyên là trồng cái quả vetiver này để làm thủ công mỹ nghệ, cũng như là ứng dụng cái cỏ này cho nông nghiệp cũng như là những cái lĩnh vực khác. Ở Việt Nam mình thì cũng có 2 trường phái, một số người ủng hộ và một số người không ủng hộ. Bản thân tôi thì thực sự là cảm thấy cây cỏ vetiver này nó khá là hợp lý đó. Thì như mọi người vừa xem cái video này thì thấy rằng nó giúp giữ bờ giữ bắp cái ao hồ này rất là tốt đúng không ạ? Đấy. Và chúng ta cũng không nên lạm dụng nó. Nếu mà trồng quá nhiều cỏ xung quanh cái gốc cây chủ thì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng nha. Cỏ bắt buộc phải cạnh tranh dinh dưỡng, nhưng khi mà chúng ta trồng với mật độ vừa phải á thì nó sẽ là một cái hàng rào sinh học, là một cái cỗ máy cỏ ATM phủ trên bề mặt, cũng như là giúp dẫn dụ thiên địch có lợi trong lòng đất về, cũng như là một cái môi trường hệ sinh thái cho côn trùng sống cư ngụ và giúp tiêu diệt những cái loại thiên địch có hại. Đấy. Thì nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tự nhiên, nông nghiệp tuần hoàn, đó là những cái khái niệm của một nền nông nghiệp bền vững. Wow. Một con cá chép coi màu vàng. Đấy. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ hứng thú, và nếu như mọi người thích và ủng hộ cái những cái video tiếp theo, tôi sẽ cố gắng làm chi tiết và kỹ hơn. Vì mọi người cứ like, share video này và chúng ta cùng nhau đăng ký kênh YouTube Vương Trùng Quế, để chúng ta cùng nhau theo dõi hành trình phát triển cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng tại Ninh Thuận nói riêng và những cái khu vực tỉnh thành khác nói chung. Và tôi sẵn sàng kết nối và giao lưu chia sẻ những kiến thức của mình cho tất cả mọi người. Số điện thoại tôi để phía dưới video này, mọi người cứ mạnh dạn liên hệ, tôi sẵn sàng kết nối và giao lưu. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Xin chào và hẹn gặp lại.